Vâng, mình chào các quý anh em nhé. Hôm nay Shipman có một cây Zippo này. Cây này thì mình cũng đã phân phối từ khá là lâu trên website anh em nhé. Nhưng mà mình thì mình chưa quay clip cây này bao giờ cả. Và bây giờ mình sẽ làm clip cho anh em xem nhé. Nó được đựng trong cái hộp nhìn cũng khá là cao cấp. Đây, cái hộp này là của những cái cây hàng mà Luxury 360 độ anh em nhé. Khắc 360. Đây. Bên trong cái hộp thì nó có hộp màu đen nữa. Cái này bảo vệ cái phần nắp. Đây nó có chữ Zippo đây anh em nhé. Chữ Zippo và cái ngọn lửa màu đen. Còn ở bên đây thì có những cái chữ Z. Đây, chữ Z này nó nhập dập mà lồi lên anh em nhé. Dập lồi lên. Và trong đây có thì chữ Z màu đỏ trông khá là bắt mắt. Đây, còn bên sau thì nó đỏ như thế này. Và mình bóc ra luôn. Đấy thì nó có thêm một cái lớp này, cái màng nữa này và cái túi. Cái này là giấy hướng dẫn sử dụng anh em nhé. Đây. Đây, cây này bật lửa bên trong thì nó như thế này đây. Như mình vừa mới bảo đó, cái cây này là 360 độ đấy anh em nhé, Mantic. Tức là nó khác so với cái dòng khắc phổ thông bình thường anh em nhé. Cái này khắc từ mặt trước. Đấy, nó kéo sang mặt cạnh bụng. Đấy, xong rồi nó kéo sang mặt sau. Rồi nó kéo sang cái mặt cạnh bên này anh em nhé. Nên người ta gọi là khắc 360. Rồi khắc thành một cái hình tròn này. Kiểu kiểu như vậy anh em nhé. Về kích thước nó thì nó cũng không có khác gì so với những cái dòng Zippo khác anh em nhé. Nó chỉ dày hơn một chút thôi. Nên là mình không không đo thêm anh em nhé. Không có đo. Đây. Cái này nó được thiết kế lấy cảm hứng từ cái logo Zippo và một cái ngọn lửa bên đây anh em nhé, trông khá là bắt mắt. Mặt sau thì nó dán tem lên đấy, nhưng mà thiết kế của nó thì mặt trước mặt trong mặt sau giống nhau anh em nhé, giống nhau, nó đối xứng qua cái trục này đấy, đối xứng với nhau. Ok, mình quay gần cho anh em xem. Cái này thì nó có chất liệu là bằng đồng đồng thau nguyên khối anh em ạ. Đấy, sau đấy họ khắc như thế này và cuối cùng là họ phủ lớp chrome lên anh em nhé, nên rất là sáng bóng. Zoom một chút về cái bản lề cho anh em xem. Đây, bản lề đây anh em, bản lề kín anh em nhé. Bản lề cây này có 5 chấu. Đây, 5 chấu đều tròn và kín. Những cây như thế này thì cầm sang tầm khoảng 5 đến 7 hôm. Đấy. Mặt sau thì nó có thiết kế theo phong cách là những cái ốc vít như thế này anh em nhé. Giống như một cái cỗ máy kiểu kiểu như vậy. Cạnh mặt sau như thế này. Và mộc đáy. Cây này có mộc đáy lồi anh em nhé. Mộc đáy lồi. Sản xuất năm 2020. À, những nét chữ thì rất là thanh mảnh. Và mình thử zoom thử cho anh em xem cái chữ R ở đây nó như thế nào anh em nhé. Chữ R nó khá là bé. Em thấy không? Đấy. Nhìn như này thế này. Chữ R đấy anh em nhé. Và bây giờ mình sẽ bóc tem ra cho anh em xem nhé. Đấy, tem nó mặt sau thì như thế này đây. Cũng có khắc tương tự mặt trước. Tiếng kêu đây anh em ạ. Tiếng kêu thì khá là thanh, âm thanh trong anh em nhé. Cái này thì nắp khá là chắc chắn này, ít có độ dưa lắc anh em nhé. Anh em mua ở những nơi khác ấy, thì đôi khi nó không biết là hàng thật hay hàng giả như thế nào mình không nói nhé. Đấy. Còn ở bên shop Zipman thì mình đảm bảo cho anh em cái độ cái nắp và cái phần thân này nó chắc chắn cho anh em nhé. Nó vẫn có phải có một chút độ dơ thì nó mới kêu được đấy, nhưng mà nó không dơ đến mức độ mà như cái răng ông lão anh em nhé. Cái này luật khá là cứng đấy. Bên trong thì như thế này đây, nó có màu vàng đồng đấy. Bên trong thì nó hơi lem lem như này là hết sức bình thường anh em nhé. Đấy. Hàng đồng thì nó có cái đặc điểm như thế. Vỏ và ruột thì cây này có sản xuất cùng năm 2020. Còn chữ cái thì thường lệch nhau anh em nhé, lệch nhau mấy tháng không quan trọng.
Tới đây thì có thể nó sẽ năm 21 hoặc là 22 gì đấy, vỏ bằng đồng Fukuro, ruột bằng thép chuyên dụng không gỉ, hay còn gọi là inox này nhá. Để mình zoom một chút cho anh em xem. Cổ đá này rất là đẹp, cổ đá cao tròn đều, cổ đá có màu vàng đồng anh em nhé. Mình zoom một chút cho anh em xem. Đây, anh em thấy nhá, rất là đẹp, cái đường bo rất là đều anh em ạ, rất là đều luôn. Bánh xe thì cắt xéo sâu như thế này nên là rất là bén. Sợi tim có một sợi chỉ màu vàng cuốn quanh. Cái này anh em mua để sưu tầm rất là ok, và sử dụng thì cái này rất là tuyệt vời rồi, sử dụng rất là chất luôn. Hoặc anh em cũng có thể làm quà tặng anh em nhé, tặng cho người người thân thiết của anh em, hoặc là tặng sếp gì đấy. Hiện tại thì cây này shop đang phân phối giá là 2.550.000 anh em nhé, 2.550.000. Bảo hành trọn đời, anh em dùng mà có gãy cái lưỡi gà trong đây này. Đấy. Bình thường anh em mà nếu mà dùng bị gãy thì không biết là anh em sửa chỗ đâu. Đấy, mà sửa thì mất cũng tầm khoảng 100-200 gì đấy. Nhưng mà nếu anh em mua hàng ở Zipman ấy, thì shop sẽ bảo hành miễn phí cho anh em nhé, không không mất một đồng nào hết. Anh em chỉ mất tiền ship đi ship về thôi. Đấy, ship đi ship về đâu thì tầm khoảng 50-60 gì đấy. Cái bán lề này thì rất ít khi bị bong. Nếu như trong trường hợp nó bong thì nó bong ở trên bên trên này, shop cũng hàn miễn phí lại cho anh em. Đấy, còn hy hữu lắm thì mới gãy, nhưng mà thường những cây cao cấp này mình bán chưa bao giờ gặp trường hợp bị gãy anh em nhé. Gãy thì cũng có thể thay được bán lề, thì cái đấy anh em mua cái bán lề mới thôi, còn shop sẽ thay miễn phí công cho anh em. Ok, anh em muốn lấy cái này thì nhanh tay alo cho shop nhé, shop sẽ ship COD cho anh em, hàng đến nơi rồi anh em kiểm tra đúng hàng rồi anh em nhận và thanh toán tiền sau thôi anh em nhé. Miễn là sao anh em chắc chắn nhận hàng thì đúng hàng là được. Và nếu muốn xem thêm nhiều mẫu khác thì em cũng có thể lên Google và chữ zipman.vn. Vâng, anh em xem video cho shop xin một đăng ký kênh và một like nhé. Nếu cần thêm gì thì anh em cứ bình luận mình dưới hoặc kết bạn Zalo nhé. Vâng, mình chào anh em.